Sợ quá. Thầy làm gì mà nghiêm nghị vậy? Thầy ạ? Thầy bình tĩnh đi. Em sợ. Mùi gì thế? Sợ tay chồng luôn. Được tưởng. Này, thầy có làm gì đâu, thầy trêu em tí thôi mà. Thầy đang thử lòng các em, xem mọi người có đủ lòng kiên nhẫn không thôi. Ui giời. Thầy trêu em giỏi. Em đi thay quần. Điển quần này. Trật tự. Hôm nay thầy sẽ thông báo cho các em một tin rất là quan trọng. Sắp tới sẽ là kỳ thi cuối năm. Cả lớp về nhà ôn bài và làm bài thật kỹ để có kết quả tốt, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Giờ thì cả lớp nghỉ. Chúng em chào thầy ạ. Rồi, về cẩn thận nha. Hôm nay cuối tuần ta đi rong chơi. Về hết rồi hả? Về trước nha bạn tè dầm. Trang, nhớ về ôn bài kỹ nhé. Không. Đúng thật là ai ơi, thoải mái quá. Không được, mình phải làm tí xem phim, ăn uống, chơi game nha. Đúng rồi, ngon. Lên top đi, lên top đi. Lên đi. Đó. Đúng rồi, lên top đi. Đúng rồi. Giờ nha, lên trên đi. Sang trái Đúng rồi. Đó, đúng rồi, bắn đi. Trời ơi, ai lại lao đầu vào thế? Mày quá. Đây này, cẩn thận. Tuấn ơi. Cái gì đây? Các cậu tới nhà tớ làm gì đấy? Hay là vào chơi chung với tớ đi, mình làm team, quanh thỏa thích nha. Đi, nhanh lên, chơi game đi. Này, sắp thi rồi, cậu không ôn. Đúng rồi, ôn bài đi. Tầm này còn ăn uống chơi bời gì nữa. Tịch thu. Đến hết đi, trả đi. Này các cậu, ôn cái gì? Suốt ngày ôn, bật má ôn mà, dắt ngựa mà ôn. Cậu cứ ăn uống chơi bời thế này á, đúp đây. Để tớ cất đi. Trả tớ. Chỉ có các cậu mới phải ôn thôi. Thông minh đầy đầu, không phải lo. Đi ra kia. Nếu mà không chơi game với tớ thì chim cút nha. Mời về nha. Nếu mà không chơi game với thằng này á thì mời, không tiễn, thả chó. Nói đây, chơi đi. Đến lúc đông mê biến. Không phải nói nha. Đuổi viết. Nhanh lên. Món mới ngon thật đấy. Ăn thôi. Nhưng mà không được, mình phải học cho bằng bạn bằng bè chứ. Được. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Bước tới đều ngang, bóng xế tà. Có cây chen lá linh đà. Ui đói quá. 3 ngày chưa có gì bỏ vào mồm. Biết thế ngày xưa mình cố gắng học hành. Giờ có phải khác rồi không? Này, đất đai xử lý thế nào rồi? Anh ơi, anh làm ơn làm phước cho tôi xin vài đồng được không ạ? Mấy ngày nay tôi chưa có gì bỏ vào mồm rồi. Hồi thế. Em có mùi gì đâu. Mày bước đi. Đã hồi hám rồi. Sao cuộc sống của mình khó khăn như vậy chứ? Dạo này các cậu làm ăn sao rồi? Chết quá. Nghĩ đó. Chất thế. Công việc của mình bây giờ nhàn lắm. Ngày chỉ kiếm có 1 triệu đô thôi. Kiếm 1 triệu đô một ngày á. Tớ sương kiếm 2 triệu đô một ngày. Chán. Khịa nhau hay khen nhau đấy. Nói câu nào thấm câu đó. Nghe mà khiếp. Được đấy, các cậu được đấy. Nhưng mà tớ vài cái showroom nhìn vàng ô tô là hiểu nha. phải có học có khác. Đúng vậy. Chẳng thế, không học thì chỉ có đi bóp giá thôi. Đúng rồi, đấy. Đúng rồi. Kìa, chẳng phải là những người bạn cùng lớp mình sao? Tí về tao lại cho ra mắt trang phục. Ủa? Ai đây? Ai nè. Đây? Anh ơi, anh đứng lên đi, bận hết người rồi. Ừ, các cậu, là tớ đây mà. Ừ, Tuấn chị. Hả? Tuấn thật đó. Sao giờ lại ra nông nổi này? Lâu lắm không gặp các cậu, cho tớ bắt tay cái. Tớ bị dị ứng nên là hay cất lắm, không dễ lôi ra. Cậu thông cảm nha. Các cậu. Mèo ơi, sắp ra mắt sản phẩm chưa? Đầu của tớ tay hơi bận đấy. Các cậu này, giờ các cậu làm gì mà trong người nào cũng ăn mặc sang chảnh thế? À, tớ học hành chăm chỉ nên bây giờ được làm nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam mình rồi đấy. Tớ sắp sửa làm tổng thống nên tớ cũng được ăn theo. Chẳng giống gì cậu, bọn tớ mới thành lập nhóm nhạc và sáng tác, giờ có tiếng gọi là nổi tiếng. Mới 2 năm nay thôi. Cũng không có gì đâu cậu ạ. Gớm, cứ khiêm tốn. Nghe nói nổi tiếng toàn quốc. Đúng rồi đó, cũng mệt rồi. Nói quá mình rồi. Nói thật chứ bộ. Các cậu này, các cậu có thể giới thiệu cho tớ một công việc được không? Hả? Giúp á? Lười như cậu, nghèo mãi thôi. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà không được rồi, mình phải cố học hành, học để thành tài. Yeah. Từ lúc đó, Tuấn đã bắt đầu chăm chỉ học tập. Cậu học bất kể khi nào, dù ngày hay đêm, luôn luôn nỗ lực và cố gắng ôn tập. Ngay cả khi phụ giúp bố mẹ nấu ăn, cậu vẫn học bài. Nhưng vì tập trung học quá mà đồ ăn bị cháy đen thui. Quá đơn giản. Đúng là không uổng công học ngày học đêm. Phải dạy khác mới được. Chị ơi, làm em cốc nước mía. A bình cộng B bình. Ý hả? Tuấn mà, sao hôm nay nó chăm học thế nhở? Như vậy thì các bạn quý hơn rồi. Được. Chị ơi, tao lớp thôi. Đến lớp rồi. Hả? Em nhớ điền đầy đủ phần này nha. Chắc chắn bài toán khó sợ điểm cuối cùng. Các em tới rồi à? Vào lớp đi. Vào lớp ổn định chỗ ngồi. Chú ý nha. Dạ. Tuấn lại nông vậy. Mọi người hôm nay đi muộn thế. Đi đây được đây. Đây đi tụi em chăm chỉ thế nha. Ai chà, được đây. Chịu lai. Không có gì đâu. Mọi người cũng dở bài ra học đi. Các bạn chú ý, hôm nay thầy sẽ thông báo kết quả trong cuộc thi vừa qua. Thầy thấy bạn Tuấn đã thay đổi và đạt kết quả rất là cao. Thay đổi rồi, có được điểm tốt không thầy? Không những thế, Tuấn còn đứng top của lớp, top của trường. Thầy rất tự hào khi có một học sinh chăm chỉ như em. Từ một học sinh yếu kém, lười học, suốt ngày đến muộn, thì giờ đạt kết quả xuất sắc. Các em cho bạn một tràng pháo tay. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết tự học. Các em hãy tha hồ ôn tập và trao đổi cùng nhau nha. Nhớ là không được nghịch ngợm đấy. Thế dạ nha. Đi đây. Bye bye thầy. Nào, tự học thôi. Học sinh giỏi của lớp. Giỏi quá vậy. Cảm ơn các cậu. Tuấn, bí quyết của cậu là gì đấy? Chỉ bằng tớ với. Đúng rồi. Tớ muốn như cậu. Làm gia sư cho tớ được không? Bí quyết của tớ đơn giản lắm. Đó chính là sợ nghèo. Thầy thông báo mời 2 bạn học sinh, đó là Miu và Lan, lên đây thầy bảo. Ôi trời ơi, có chuyện gì đấy thế nhỉ? Hay là đánh nhau đấy? Biết có chuyện gì vậy? Lê chắc kìa, chắn là bị tội gì rồi, suốt ngày chí cha chí chóe, chắc là đuổi học. Đây là 2 học sinh ưu tú, có đủ khả năng làm giáo viên. Thầy sẽ ra một cuộc thi để chọn 1 trong 2. Nếu mà ai chiến thắng sẽ được làm giáo viên kids. Hả? Giáo viên kids á? Ui, liệu có xứng đáng không? Tớ sẽ cố gắng để trở thành giáo viên kids. Mong mọi người giúp đỡ. Dạy giáo viên kids đấy phải là của tớ. Mong mọi người giúp đỡ mình nhé. Tiết học đầu tiên. Ồ, nó ghi cái gì đấy? Đây, chính là nội quy của lớp mình. Thứ nhất, không trang điểm. Không trang điểm à? Cô Mông tỉ cái má đi nhé Vân ạ. Không sợ muốn tỉ. Về tỉ ngay. Cái móng lòe loẹt này cho cô. Mang đây cho cô. Nhanh. Cái đấy là nội quy rồi. Cô ơi, cái này bán đi được nhiều tiền lắm đó. Không phải việc của em. Không phải việc của cậu. Mang ra đây. Cô, đồ chơi thân yêu của em mà. Cái này trong nội quy là tịch thu. Mẹ cho quả cam ngon quá. Ăn nha. Không mang quả tịch thu. Cô ơi, không được đâu. Để em cho. Cho em xin cô ơi. Mất tại cậu rồi. Cô thật là. Mang nốt ra đây. Mang gì cơ? Rồi rồi. Mày xong rồi. Đưa đi cho cô. Ôi dồi ôi. Ai ố đi mà. Cũng to phết đấy chứ. Ôi. Tất cả đồ này sẽ là của cô. Ôi, nhiều vật phẩm quá Yến ơi. Tiết 2, cô giáo Miêu. Hello các bạn, mình sẽ là giáo viên của tiết thứ 2 này. Yeah. Cô ơi, cô ghi ít nội quy theo cô nha. Đúng rồi ạ. Bọn em không thích nội quy đâu. Không, cô sẽ không biết nội quy. Mà thay vào đó, tiết đầu tiên cô sẽ cho cả lớp chơi một trò chơi. Đó chính là đoán tên động vật. Ồ, trò chơi hả cô? Yeah. Tôi chơi rồi mẹ ơi. Không gì cô giáo được. Càng nội quy lắm rồi. Nhất hết cả đầu vui. Câu hỏi đầu tiên, đố các bạn, đây là con vật gì? Bốn chân, lại còn ngâm ngâm ngâm. Giống chân mày. Giống chân mày. Mày điên à? Giống chân mày. Mà con gì lại bún? Đây chắc chắn là con khủng long. Tôi nghĩ đây là con voi. Voi mà chân bé thế này á? Đồ tù mù. Em vui. Em trả lời. Em cô. Em. Được. Cô mời bạn Tuấn. Thưa cô và các bạn yêu dấu, câu trả lời của em là con voi ạ. Đây chắc chắn là con khủng long. Tôi nghĩ đây là con voi. Voi mà chân bé thế này á? Đồ tù mù. Ôi giời ơi. Vừa bảo là tớ ngu xong trả lời đáp án của tớ à. Câu trả lời của bạn Tuấn chính xác. Đó chính là con voi. Yeah, yeah. Và đây chính là phần thưởng dành cho em. Có phần thưởng luôn 12 màu. Hay quá, hay quá. Cảm ơn cô. Cô ơi, cô đố tiếp đi. Màu này xịn lắm á. Trật tự nào. Bây giờ chúng ta qua con vật thứ hai. Đúng các bạn, đây là con vật gì? Này, tớ đoán kia là con lợn. Con này phải là con vịt. Nhiều lông. Con này con mèo. Đúng rồi, con mèo đây. Đúng rồi, đúng đấy. Trả lời đi. Em cô. Em. Được, mời em Yến trả lời. Con này là con ngỗng. Ngỗng mà. Cô Yến này, mày vừa kêu với tao là con mèo xong, thế mà trả lời là con ngỗng. Ảo thật. Nói đúng đi chứ mày đọc theo à? Ngu thế. Đúng rồi. Muốn biết đáp án của bạn Yến chính xác không? Mời mọi người xem câu trả lời. Và đây chính là con gà con. Đen xì không có quà. Liêu. Nhìn tớ này. Con ngỗng với con gà nó có họ hàng với nhau, nên là đáp án của em là chính xác. No. Sai là sai. Thôi được rồi, cô sẽ cho các em gỡ gạc bằng con vật cuối cùng. Chơi tiếp. Ui, về. Rồi, hết giờ rồi. Mời các bạn nghỉ. Tiết 3, cô giáo Lan. Xem cô nhỏ dãi kìa. Cô ơi. Cô ơi. Cô. Tung. Về. Này. Các em làm trò gì vậy hả? Bọn em không có làm gì ạ. Cô ơi, cô trả bài kiểm tra cho bọn em đi. Đúng rồi đấy. Em còn khoe mẹ. Cô quên chưa chấm. Giờ cô chấm luôn này. Ôi bài kiểm tra của em. Cô chấm đi cô. Về còn khoe mẹ nữa. Bây giờ cô mới chấm. Ôi giời ơi. rồi. Mình làm như thế mà 2 điểm á. 10 đây rồi. Sao lại 3 hả cô? Ui cô ơi, sao của em cũng 3 điểm thôi ạ? À? Bài kiểm tra cô chấm rồi nha. Các em xem đi. Ôi rồi, mày mấy 3 hại đi này. Sao mà toàn 1 với 2? Ôi 1 với 2 ít hơn mình. Ngồi đấy mà cười nha. 3 nè. Về ăn 3 cái roi vào mông. Chẳng hiểu kiểu gì. Làm đúng hết được có 1 điểm à. Được hẳn 1 điểm luôn á. Thế này thì học hành kiểu gì? Tiết 4. Cô giáo Miêu. Cả lớp, giờ cô sẽ phát trả bài kiểm tra cho các bạn nha. Lại bài kiểm tra. Không biết lần này được mấy điểm đây. Vừa nãy 3 điểm, giờ 2 điểm nữa là trung bình rồi còn gì. Các bạn yên tâm, bài kiểm tra lần này của các bạn làm tốt lắm. 10 điểm. Mày ơi, tao được 10 điểm đây này. Sao mày điểm cao thế? Bạn ơi, bạn ơi, tao điểm đây này. Điểm cao lắm bạn ơi. Tớ cũng thế. Chấm 4. Lớp chúng ta đã làm bài kiểm tra rất tốt, thế nên cô sẽ thưởng cho các em 1 tràng pháo tay. Yeah, cảm ơn cô. Sau những ngày qua thì hôm nay thầy sẽ công bố bạn giành chiến thắng. Làm bài kiểm tra 3 điểm. Chạng lắm thế. Để nói này. Ngày mai tất cả phải bình chọn cho tớ. Nếu không, biết chưa mấy con dơi này. Vâng, tớ biết rồi. Vâng ạ. Chắc chắn chức giáo viên Kids sẽ là của mình. Thầy đã có số phiếu của các bạn bình chọn. Bây giờ thầy sẽ công bố người giành chiến thắng, đó chính là bạn Miêu. Chúc mừng bạn Miêu nha. Vì Miêu xứng đáng. Đúng rồi đấy mọi người. Cố lên. Tại sao các cậu không bình chọn cho tớ? Bởi vì cậu xấu xa, ra quá nhiều nội quy. Đúng rồi đây. Chấm điểm bằng xúc sắc. Cậu xem làm giáo viên có ai như thế không? Xem có xứng đáng không? Cậu không Miêu mới là xứng đáng. Cậu không xứng. Bạn Miêu xứng đáng. Miêu xứng đáng. Miêu xứng đáng. Miêu xứng đáng. Miêu cổ lên Miêu. Cảm ơn mọi người. Các cậu. Còn em Lan, thầy biết hết mọi chuyện em làm rồi. Bây giờ về nhà tự kiểm điểm đi. Dạ vâng ạ. Thôi bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Cả lớp nghỉ. Yeah. Về thôi mọi người. Miêu 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 Miêu. Bạn Miêu xứng đáng. Vô thầy qua tí. Yeah. Chúc mừng Miêu nha. Chúc mừng Miêu Miêu. Cậu nhớ đấy. Kéo bút bao. Chúng mày bạn với nhau sẵn rồi à. Tao nhặt cái kéo. Không nói nhiều. Tiếp chiêu. Tiếp đi. Dạ. Tiếp tục đi. Dạ. Tới lượt đó. Dạ. Giám hội đồng bà. Chơi lại. Chơi lại đi. Chơi thì chơi. Sợ gì. Ok luôn. Nhưng mà từ từ. Miêu, bạn ra đây gia nhập cùng tụi mình. Ra chơi với tụi mình. Thôi, tớ không chơi đâu. Tớ còn đang bận ôn bài. Các cậu cứ chơi đi. Miêu không chơi thì thôi. Tụi mình chơi. 2, 3. Chúng mày gài tao à? Sao một mình tao ra kiên thế? Lừa đâu mà lừa. Thắng bại tài kỹ năng. Đưa vũ khí đây. Từ đã. Đây là đâu? Yến ơi, chơi nữa không? Chơi được nữa không cậu? Liêu. Sao lắm sao đây nhỉ? Mấy đứa chơi lại. 1, 2, 3. Chết này. Thôi Lượng ơi, toàn đuổi ông giáo à. Cuộc sống này quá buồn gì. Quả đầu mình lại chơi dên nhiều sao rồi. Bọn này có chơi có chịu. Quánh đi. Cái này á. Không đủ đùa với bà. Cái này cái gì vậy bà nội? Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Hả? Mấy đứa chết với bà. Ôi em quỷ cuồng. À mà thôi, trên này là hạng tên nào đây nhỉ? Thôi được rồi, chơi lại. Chiều các thí chủ luôn. 1, 2, 3. Thôi xong rồi. Quả này lại dở đầu chấm cơm rồi. Các con của ta. Này thì Đây này. Đừng có dứ. Ôi. Hãy tiếp chiêu của bà. mùa xuân năm nay dữ quá. Này, em nào ném đấy hả? Đúng là giặc dời gọi bằng cụ. Lên đây. Đâu, em xin lỗi thầy ơi. Em có biết là em làm như vậy là giảm tuổi thọ của tôi không hả? Xong trong đời xong cần có một tâm lòng. Thầy tha cho em thầy nhé. Thôi được rồi, em về chỗ đi. Em đúng là thiên gia ông trời. Này, thông báo với cả lớp, từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp này. Thầy đẹp trai thế. Thầy dậy đi, bắt đầu dậy đi thầy. Em không trêu ai đâu. Cứ đợi đấy. Lũ chuột. 1, 2, 3, 4. Để xem mấy đứa còn dám nhờn với chị không. Bật chị chỉ có đường chết thôi. Vì một body đẹp, cố gắng lên. Vì một body đẹp. Trời chết này. Thật đáng rồi. Ai? Yến, sao cậu dám? Bớt nóng. Có chai nước ngọt vừa mua xong, uống đi cho hảo quả. Để lắm đây nha. Nước gì mà mặn thế này? Nước mà với mắm tôm đấy. Tôi đi. Con đường lắm, nhớ mặt tới đây. Này, cậu chỉ tới xem bài này như thế nào đi. Đây nhé, cậu lấy bình phương của cái này cộng với đáp số ở phần trên rồi chia cho Hiệu. Thế là ra rồi. Đòi học nhóm á. Cái gì vậy? Giấy rác đấy. Thầy không vậy à? Cậu làm hỏng hết sách vở của bọn tớ luôn. Đúng rồi đấy, cậu thật quá đấy. Có được không? Căng nhiều quá. Hộ tao cắn bọn này nhé. Bỏ ra, đừng lại gần mình. Tao bảo nó thích cậu này, cho nó hôn một cái. Đừng lại gần đi. Leo. Cậu. Tăng. Năm nay chúng ta sẽ là Kiên và Quyên. Ta sẽ là Quyên đẹp nhất. Kiên và Quyên đẹp nhất đại diện. Cậu sẽ là hoàng tử đẹp nhất đấy. Bạn ơi, từ đã ngu quá. Ngứa thật đấy. Thôi thì mình bỏ đi nhẹ đi. Bạn ơi, cái gì trong người tôi ấy? Ngu quá. Cậu ở bẩn thì ngứa là đúng rồi. Đồ bẩn. Nào, xoay. Đúng bằng quá. Xoay nữa này. Ôi trời ơi, đau đầu chóng mặt buồn nôn quá. Leo. Yên, cậu nhớ mặt tới đây. Em xinh đẹp và lung linh. Thầy ơi, em có chuyện muốn nói. Thầy ơi, cứu em với. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Này, mấy em có chuyện gì thế? Sao không ở bên lớp đi mà chạy sang đây làm gì? Thầy ơi, bạn Yến. Sao? Cậu cũng Yến à? Yến á? Bọn em cũng mắc thầy bạn Yến thế à? Thế rốt cuộc là bọn em có vấn đề gì? Bọn em bị bạn Yến cứ quạnh quẹ trêu chọc, không cho bọn em học thầy ạ. Là cậu phá không cho bọn em học bài nữa à? Thầy phải phán xử cho bọn em chứ ạ. Thông tin của các em. Vâng ạ. Các em cứ về đi rồi thầy sẽ xử lý cho. Dạ, thế bọn em về học bài đi. Em về học bài đấy thầy ạ. Thầy nhớ đấy ạ. Thôi đi về lớp đi. Chúng nó về hết rồi. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Yeah. Tí nữa lên lớp phải cho các em làm bài kiểm tra mới được. Kiểm tra. Xong rồi. Xuống gặp lại hiệu trưởng phát. Đóng bài kiểm tra này mà giấu vào ba lô chúng nó thì chắc là sẽ có trò vui lắm đây. Yeah. Vào là vào lớp thôi. Vào lớp thôi. cả lớp chuẩn bị giấy bút để làm bài kiểm tra nhé. Các em tập trung làm bài nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Bài kiểm tra không biết có khó không bạn nhỉ? Chúng mày chết tôi rồi. Lại kiểm tra suốt không biết bài kiểm tra có khó không nhỉ? Khó thì cũng không quan tâm. Đây có làm được đâu mà khó như dễ. Các em, cho thầy hỏi, sáng nay thầy để đống đề kiểm tra ở đây, em nào có sợ đến không? Dạ có em. Không cầm. Em không cầm thầy ạ. Thầy thử hỏi các bạn xem. Cho lấy đâu mà sợ luôn. Có bao giờ học bài đâu mà lấy đề của thầy làm gì. Thầy rất là ghét cái tính ăn trộm. Ai mà có tính tới mấy là đừng có trách đấy. Bạn Trang, em cầm cái gì kia? Cái gì đây nhỉ? Đây chẳng phải là đề kiểm tra của thầy sao? Thưa thầy, là em có lấy đâu ạ? Sao lại có đề kiểm tra ở đây? Sao lại có chuyện này? Sao lại có đề kiểm tra trong cặp mình? Là thế nào thế bạn ơi? Cậu cũng có à? Tôi cũng có. Có mỗi mình em không có thầy ạ. Em chẳng bao giờ thấy mấy trang dối gì cả thầy ạ. Thầy ơi, không phải em làm đâu ạ. Thầy phải tin em ạ. Tôi không ngờ các anh các chị lại làm như vậy đấy. Tất cả mọi người, đừng ai giống như bạn Yến. Đúng rồi đấy, các bạn là phải giống như em. Nhưng mà thầy bỏ chữ đừng đi nhé. Nghe nó cứ sao sao. Không phải tại em. Chú không phải tại em mà. Quá ra là tại bạn Yến. Thầy không ngờ em lại là một con người như vậy đấy. Nhìn cái mặt sáng sủa mà, có đến nỗi nào đâu các bạn nhỉ? Đúng rồi đấy, sao Yến lại có thể đổ lỗi cho bọn tớ như thế được nhỉ? Cậu đúng là được bạn bè với nhau mà lại làm như thế à? Bạn bè với nhau bao nhiêu lâu mà cậu lại hãm hại bọn tớ như thế à? Sao cậu lại làm như thế với chúng tớ? Thôi, không phải nhiều lời nữa. Ngày mai em Yến mời phụ huynh lên trường gặp tôi. Đúng rồi đấy, từ giờ mọi người đừng chơi với Yến nữa nhé. Không chơi với bạn Yến nữa. Đúng rồi đấy. Thôi mọi người về chỗ đi mọi người. Bạn ra chỗ khác ngồi đi, tôi không muốn ngồi gần bạn nữa đâu. Bạn đi xuống dưới ngồi đi. Biết thế không làm như thế nữa. Dạ, hôm qua xem bóng đá có đúng không? Phụt húp, đẹp trai lỗi tại ai? Đây. Ôi trời mẹ đi, tuổi như tầm này khó vậy đi. Ái chà, yêu nhau hả? Cậu uống nước đi, tớ tặng. Cảm ơn nha. Ok. Người cậu thích lại đi thích người khác kìa. Cậu thương mại mặt luôn. Rồi cậu im đi. Ai cho cậu uống? Cả lớp vào chỗ ngồi đi. Cô đến, cả lớp nghiêm. Chúng em chào cô ạ. Vào tiết từ bao giờ rồi không biết nữa à? Vâng ạ. Cái lớp gì mà rõ nghịch. Lấy sách vở ra làm bài, xong nhớ xóa bảng đi. Dạ vâng ạ. Này, cậu làm gì đi chứ? Tớ ngứa mắt lắm rồi đấy. Ngứa mắt thì để tớ. Trò hay đấy, xử đi chứ. Cậu để tớ. Mày hả? Yeah, xong rồi. Tiêu rồi. Là ai? Cô ơi, là bạn Miu đấy ạ. Đúng rồi cô ạ, đúng là bạn Miu rồi. Cô ơi, không phải em đâu ạ. Là bạn nào vừa ném sang cho em đấy ạ? Đúng vậy cô ơi, hình như không phải bạn Miu ạ. Em thấy bóng từ bên này, chắc chắn là bạn Yến ném. Chắc chắn là như vậy luôn cô ạ. Yến. Em lại còn chuối à? Đến đây không phải tên em thì ai? Không phải em. Cô xem lại đi mà. Ôi trời ơi, đúng của mình thì nhận đi. Còn gái con đứa, ương bướng. Cậu muốn tớ khóa mõm cậu không hả? Yến, lên bảng cho cô. Lên đi nào. Nhanh. Không phải em đâu cô. Cút mặt vào bảng cho tôi. Thôi mà. Yến luôn đi. Quý đâu? Ê, cô, đúng rồi, nhà em hôm nay có dỗ, bận lắm. Hẹn có hôm khác em chịu phạt nhé. Em về đây. Này. vậy? Chưa biết à? Tuổi của cậu là để Nghĩa thích cậu đấy. Đấy, đúng rồi. Giữ lại cho tớ. Nghĩa, lên. Mày giỡn mặt à? Các cậu nè, không, các cậu hiểu nhầm rồi. Làm gì có chuyện yêu đương gì. Tớ với Nghĩa chỉ là bạn thôi. Hiểu nhầm á. Cậu đừng nói nhiều nữa Miêu à. Giết người này. Mau xử lý đi. Đừng chọc nữa. Buồn cười quá. Nè Lan ơi, chậm như vậy sao nó hiểu ra vấn đề được. Phải kéo, kéo mạnh vào. Hợp lý. Để tớ. Bắt cậu, bắt lấy vào. Đau quá. Thả tớ ra. Đau nữa. Hôm nay em đến trường. Chết nè. Đau quá. Mạnh mạnh tay lên. Miêu bị bắt nạt. Phải làm cách nào bây giờ? Làm sao đây? Mấy đứa kia làm gì đó? Có tên ta báo thầy giáo không? Ai đó? Làm sao đây? Người lớn chạy đi. Còn dám chạy sau? Miêu, cậu đừng khóc nữa. Cậu không cần quan tâm tới đâu. Cứ để tớ một mình. Bỏ mặt làm sao được. Chúng ta là bạn mà. Cậu đừng khóc nữa. À, tớ có cái này cho cậu xem. Miêu đâu rồi? Miêu, Miêu ơi. Hay tới lớp rồi ta. Miêu. Này Bằng. Nghĩa ơi, cậu làm gì đấy? Tối nay cậu có rảnh không? Đi chơi với tớ nhé. Chơi bời vậy, chơi game thích hơn nhiều. Cậu rảnh thế, nhưng mà tớ thích. Ôi trời ơi, trường mình lại có người mất tích hả? Ê Tuấn, cậu biết tin gì chưa? Tin gì? Trường mình á, có người mất tích rồi đó. Mất tích hả? Đâu, cậu cho tớ xem nào. Cậu xem đi. Sao đồ này nhìn quen mắt vậy ta? Có người mất tích á. Sau khi điều tra, bên phía cảnh sát đã tìm ra danh tính của học sinh đó. Và đây là hình ảnh của em ấy. Miêu, Miêu là Miêu đó. Nè cả lớp ơi, Miêu bị mất tích rồi. Mất tích á? Thật hả? Đúng vậy, lên cả thời sự 24 giờ nè. Các em nếu thấy thông tin nào về Miêu thì phải liên lạc với nhà trường nha. Trời ơi, biết tìm Miêu ở đâu? Miêu mất tích rồi sao? Đáng đời. Đáng đời. Mệt ghê, đừng xem nữa. Chơi game. Hey, bạn Miêu mà bị làm sao? Lại khỏi gia đình ra. Nè, đi theo tớ. Có chuyện gì vậy? Sáng nay, tớ thấy Lan, Yến và Tuấn bắt nạt Miêu. Tớ đang nghĩ là ba người bọn họ bắt cóc hả? Vậy là cậu nghi ba người họ bắt cóc Miêu. Đúng vậy. Tớ sẽ khiêng nó tới đây. Tớ đi lấy dụng cụ. Đi nhanh lên. Đi. Nhìn kìa. Bám theo. Đi thôi. Mau lên. Các cậu đó làm gì mà lén lút vậy ta? Chắc là phải có gì đó mờ ám. Đây là cơ hội của bạn mình rồi. Đi. Có lẽ đó là dụng cụ gây án. Bây giờ các cậu ấy đang phi tang. Chúng ta phải đi theo để điều tra tiếp. Đi thôi. Đây, cậu ở đây trông chừng. Để tớ đi vào. Làm nhanh lên đó. Lạ đâu? Trong kia. Vậy tớ đi trước. Sao tưởng là dắt bao tải kia? Có vẻ khả nghi. Hay là trong đó là Miêu? Phải làm cách nào bây giờ? Tớ có cách rồi. Nè, đi theo tớ. Lâu thế nhờ. Ai đánh rơi nè. Còn chạy hả? Tưởng ăn được tiền của tớ mà dễ hả? Đi thôi. Đến rồi. Bây giờ tớ đếm từ 1 đến 3. Hai đứa mình cùng xông vào. Được rồi. 3. Này, các cậu mau thả Miêu ra. Thả Miêu ra. Các cậu chưa về hả? Các cậu đừng có giả ngốc nữa. Trong bao tải đó có phải là Miu không? Mau thả cậu ấy ra. Hả? Trong bao tải này hả? Miu nào? Nói chớ giỡn các cậu nhìn nè. Chứ không phải trong đó là Miu hả? Vậy Miu ở đâu? Này cô sao các em không về đi? Ở đây làm gì đấy hả? Dạ thưa cô, bọn em đang đi tìm bọn Miu ạ. Dạ đúng rồi đó ạ. Miu á? Miu được cảnh sát tìm thấy, đã về nhà rồi. Các em không phải lo. Bật mình hết. Bây giờ vẫn ổn. Em chào cô. Em đến đây làm gì? Hả? Nghĩa, tớ làm tất cả để tặng cậu đấy. Đúng rồi đó. Nghĩa, tớ tặng cậu này, làm người yêu tớ nhé. Hả? Trời ơi trời, người ta là BD má ơi. Hả? BD á? Nè, quá ra cậu thích BD hả? Còn tính năng của các cậu thiệt á. Thôi tôi về trang điểm đây, mất thời gian. Đang tính. Các em được lắm. Tỏ tình xong chưa đấy? Nãy đập đầu vào cột đau quá. Cả Yến cũng tham gia ư? Ba cô cậu về viết bản kiểm điểm. Mời phụ huynh lên gặp tôi. Trời ơi, mời hết phụ huynh lên. Thấy gì chưa? Mời xong rồi. Quả này biết đỡ nữa rồi. Trong mỗi lớp học đều có các bạn học sinh tốt và học sinh xấu. Và lớp học Miu Miu cũng không ngoại lệ. Các bạn cùng đón xem một buổi học của lớp diễn ra như thế nào nhé. Tuấn Chè, một biệt danh mà các bạn trong lớp đặt cho nhưng không bao giờ nhận. Hoàng Gấu, tuy hơi bướng nhưng tâm lương thiện. Quá đơn giản. Thị Miu, một học sinh ba nhất của lớp. Học giỏi nhất, ngoan nhất và hay bị bắt nạt nhất. Tham ăn lười làm cứ phải gọi là số 1. Chuyên gia bồ kích và chơi xấu bạn bè. Cậu Giang, Lander, xấu tính, hay ghen ăn tức ở với Thị Miu. Một nụ hồng. Thầy giáo vào lớp kìa. Nghĩa gia trưởng, vì gia trưởng mới lo được cho em, vì gia trưởng mới hay được chú ý. Các em về chỗ. Thầy giáo Bon Bon rất hiền. Tuần có 7 ngày thì 6 ngày thầy xin nghỉ vì ốm. Thầy ơi thầy. Thầy bị Covid hả? Ho nhiều vậy. Chúng ta sẽ chuẩn bị làm bài kiểm tra đầu tiên. Nhưng mà khoan, ngày hôm nay sẽ có sự tham gia của cô giáo Miss Delay. Mời cô Miss Delay lên đây ạ. Chào các em. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ không? Ôi giời ơi, nhẹ nhàng thôi. Sao cô đánh em? Tôi thích. Đừng ý kiến. Chào các em. Hôm nay cô sẽ dự giờ tí toán của lớp mình. Nếu mà lớp này hơi thì thầy biết hậu quả rồi chứ. Cô hôm nay đến dự giờ lớp tôi là một vinh hạnh. Được cái các em học sinh của tôi toàn là em ngoan chăm chỉ thôi cô ạ. Tất cả các em mở sách vở ra để chép bài. Vâng ạ. Mời cô về chỗ ngồi. Tôi biết rồi. Cho tới mượn cái bút. Bút của cậu này đâu? Khi cài quên mang trâu thì cài làm gì? Dạ em để chỗ này cô ạ. Cậu cứ liều hồn đấy. Đừng để tôi phải đánh cậu. Mời cô. Sao là giữa giờ lớp mình cơ chứ? Có bạn nào xung phong lên bảng làm phép tính này không? Chắc không thấy mình đâu. Học hành kiểu gì mà học sinh trút hết thế này? Giáo viên dạy không tốt. Ơi, hôm qua cho học thuộc hết trơn mà giờ không ai vô tay, chết tôi rồi. Thầy, em ạ. Cũng may. Mời em Miu lên bảng. Dạ vâng ạ. Em lên ngay. Thấy chưa? Đã nói là tớ không bị gọi đâu. Thầy gọi tớ, tớ lên luôn sợ gì. Mày vớt được một em. 15 nhân 4 bằng 60. Đồ ăn. Ăn gì đấy? Đâu, em làm gì đâu. Cô nhìn mặt bạn này nè. Đó. Bỏ ra, tới cho cậu rồi mà. Bỏ ra. Lì quá. Cho cô ăn với. Ngon miệng thế nha. Cô, cái này không phải đồ ăn. Cái này là thuốc của em mà. Cậu nghĩ tôi là trẻ con dễ lừa hả? Cả cái lớp này ai ăn quà vặt thì nào cũng ghen như tôi. Em. Chuyện gì vậy? Nè, cho cậu đó. Chạy tới. Mùi đồ ăn. Hoàng ơi, bỏ ra đừng có gọi tới. Ngoan xin yêu của cô, đây rồi. Không. Em nghe. Mùi quá đó nghĩa. Cô ơi, em đánh rắm cũng ngồi ở đây hả? Cô cái gì? Em có ăn giặt đâu. Đừng giải thích. Quay vào. Quan bị lỏng thế kia thì chả phải phạt. Thầy xem lại học sinh lớp thầy đi. Hôm nay tôi dự dở, tôi chỉ chấm được 1/10 thôi đấy. Ui, lớp tôi cũng có học sinh ngoan mà. Cô nhẹ tay cho tôi chút nha. Học sinh ngoan á? Đâu? Thầy ơi, em làm xong bài rồi. Đây. Một học sinh giỏi, tiêu biểu của trường. Lúc nào cũng là học sinh gương mẫu đứng đầu lớp tôi. Cô xem xét lại nha. Học sinh giỏi nhất lớp. Nhìn cái mặt đã thấy ghét. Học sinh xuất sắc đó rất cô ạ. Rất may cho thầy khi lớp này lại có một bạn học sinh ưu tú đến vậy. Cảm ơn cô. Để xem cậu được khen đến bao giờ. Này thấy cậu ấy mua trà nước ngọt. Đây rồi. Rồi cậu sẽ trở thành trò cười thôi. Thôi được rồi, em cứ về chỗ đi. Cô sẽ tuyên dương em trước toàn trường. Dạ. Về chỗ đi. Tôi cho thầy một cơ hội đấy. Này Miu, cậu có nước không? Cho tớ đi, tớ khát quá. Tớ có đấy, hôm nào tớ chả mang coca. Cậu mở hộ tớ được không? Tay tớ đau quá. Tớ mở cho. Sao mà khó thế này. Sắp có kịch hay rồi. Mọi hôm vẫn mở được cơ mà. Được rồi, tôi xin phép ra về trước. Nước hả? Thôi, cô ơi, cô có làm sao không? Cô làm gì mà mặt căng thẳng vậy? Tôi có trêu ghẹo gì cô đâu. Thầy, học sinh của thầy. Đứa nào? Cô ơi, là bạn Miu làm đó hả? Là do cái cậu đẩy. Cậu thử nói xem. Em xin lỗi hả? Học sinh tốt của thầy thế kia à? Thầy dạy lại đi nhá. Ôi cô ơi. Ôi trời ơi, học sinh của tôi. The next day. Cái cậu dám nè. Xem pháo của tớ đây. Alibaba như chàng Jung Si Hát. Tự nhiên có linh cảm gì không tốt, lạnh hết cả sống lưng à. Ngồi ngay ngắn đi. Dạ, dạ thầy. Cái này là sao ạ? Thầy cho em một lời giải thích. Hôm qua em đã làm cái gì? Ôi trời ơi, sợ vậy. Hôm qua em có làm gì đâu thầy. Giờ này còn chối hả? Em xem đi. Thưa thầy, chắc chắn là có hiểu nhầm ở đây. Em đâu làm chuyện này đâu thầy. Bỏ tay ra. Bằng chứng rõ ràng như thế này mà em vẫn còn chối hả? Tôi biết ngay mà. Học sinh Miu tốt ngoan ngoãn, vừa giỏi vừa xuất sắc, không bao giờ làm những chuyện như vậy. Chỉ có em, học sinh ngu mới làm thôi. Em nghe chưa? Hóa ra là ai bảo cậu ấy lúc nào cũng được thầy khen là học sinh giỏi, học sinh tốt. Còn em có cố gắng bao nhiêu cũng đâu được thầy công nhận. Tôi không nói nhiều nữa. Ngay bây giờ em về viết bản kiểm điểm, mọi phụ huynh lên gặp tôi. Vì em mà lớp chúng ta đang ở cuối bảng đó. Tôi quá thất vọng về em. Nhờ cả lớp làm bài kiểm tra. Miêu, Tuấn sẽ không bỏ qua đâu. Của Miêu. Dạ. Tuấn, phát hết cho mọi người đi. Thầy làm em giật cả mình. Hôm nay tôi phải nghiêm túc với cái lớp này. Ai làm bài được điểm thấp, ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi. Vợ thì làm bài đi. Ôi trời ơi, hôm nay thầy giáo khó tính như mẹ ghẻ ha. Công nhận á. Làm thôi. Bài khó thế này mình biết làm kiểu gì. Thôi đi copy vậy. Tập trung làm bài đi. Đáp án là D. May quá, hôm qua mình mới ôn bài này đơn giản. Mình lại có cách nữa rồi. Để xem nào. Thầy ơi, lớp mình có rắn kìa thầy ơi. Nè, các em không ở dưới làm bài đi, chạy lên đây làm gì? Thầy ơi, thầy nhìn cổ thầy kìa. Cổ tôi có gì? Có vòng đẹp lắm thầy. Ủa, có vòng hả? Thầy ơi, Rắn. Cơ hội đây rồi. Hết rắn chưa các cậu? Hình hết như rắn rồi đó hả? Đi rồi đó. Chưa hết rắn hả? Hết rồi đó thầy. Rồi thầy ạ. Thôi đi vào làm bài tiếp cho các em. Mình hết rắn rồi. Nè, các em mau nộp bài cho thầy nha. Dạ. Tại sao bài của mình lại trống trơn như thế này? Xem thầy còn khen cậu được nữa không? Nộp bài đi các em ơi. Em nộp bài đầu tiên luôn. Nè, cậu nhìn bài này có quen không? Để xem thầy khen cậu kiểu gì. Lan, cậu xem thường tớ quá rồi đấy Lan ạ. Quả báo sẽ sớm đến với cậu thôi. Miêu, em không nộp bài hả? Dạ, của em đây ạ. Sao làm lâu vậy? Về chỗ đi. Dạ. Của em cám. Nè, coi làm hết đúng không? Chắc được nữa. Lần này điểm cao nhất chắc chắn thuộc về mình. Thầy đã chấm bài xong. Lớp ta có bạn điểm cao nhất sẽ được tuyên dương. Còn bạn được điểm thấp nhất sẽ mời phụ huynh. Thầy mời hai em lên đây luôn. Bạn Miêu và bạn Lan lên cho thầy. Ui, thoát chết rồi. Tuyệt vời. Tránh ra. Thưa thầy, bài kiểm tra đó em phải thức bao nhiêu đêm để ôn bài đó thầy ạ? Thật sao? Dạ thật đó. Điểm cao nhất về bạn Miêu. Hả? Còn em chính là người điểm thấp nhất. Thầy, sao lại thế được? Thầy có chấm nhầm không? Chứ sao lại là em chứ? Sao lại điểm khác nhau như vậy chứ? Còn gì để xem nữa. Cậu dám chơi khăm tớ à? Thì lúc đấy tớ đã hỏi có chắc là bài của cậu không à? Vì bài tớ đang làm chưa sửa kịp. Cậu muốn gây sợ hả? La, cậu làm gì vậy? Buông ra con. Buông ra. Em coi tôi đi vô hình hả? Cô đã sai còn không xin lỗi, đã ăn cắp còn la làng. Ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi. Ôi trời ơi. Kìa. Mưu tanh. Ôi trời ơi, 6-3-3-1. Tụi mày cái gì? Ôi trời, còn son nữa. Đúng rồi đó. Ê, nhìn tao nè. Nhìn những con chim sâu xấu rồi nè. Con bến. Đứa nào ném chậm? Ý, là Tuấn ném đấy. Tuấn nè. Các cậu cười gì? Hay ho lắm hả? Thôi đi, không cười nữa. cái tội nói nhiều hả? Dạ, mình tiền trả em thôi. Mày đã, mày đi nè. Mày đem đi các cậu. Tuấn nè, đáng ghét. Tuấn, cậu biết tay tớ. Thả tôi ra. Không thả. Bọn mày đâu? Xuống tao. Ôi đánh nhau mất rồi. Hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là ăn hiếp con gái. Ôi trời ơi. Đừng có để tay đưa vào. Nào các em làm gì thế hả? Tuấn với Lan, mau dừng tay lại cho cô. Cô ăn tớ hả? Còn lâu đó ha. Về chỗ đi. Về chỗ ngồi. Cả lớp lấy sách vở ra học bài nào. Không xóa bảng à? Ôi trời ơi. Đừng có để tay vừa vào. Thật là đáng ghét. Ai lại dám quay lén mình như vậy chứ? Để mọi người hiểu lầm mình rồi sao? Lan à, mời kem. Tớ cảm ơn cậu nhé. Ok. Nè, tối nay hẹn hò nha. Tớ đi trước đây. Tạm biệt. Ngon à. Ngon đó. Chúng mày, con Lan được trai tỏ tình kìa. Ồ. Nhìn hài hước đã. Tao vừa có trò hay, muốn xem không? Đâu. Cái gì? Ôi trời ơi. Kinh vậy. Kinh cái gì mà kinh. Biết cái gì? Nhìn nè. Làm cái gì vậy ta? Không biết nữa. Lan hả? Đây, của bạn đây nha. Cậu. Tớ tặng cậu đó, không phải ngại đâu. Thêm tí sô-cô-la, ngọt lắm. Định lừa mình sao? Cậu ăn đi, ngại gì? Vậy thì cậu ăn đi. Cậu làm gì đó? Ngon lắm đó. Đúng đi, tớ nhường cậu đó. Trời ơi, Tuấn làm sao vậy? Đáng đời. Cậu nhớ mặt tới đó. Tưởng có gì vui, hóa ra gậy áo lưng ông. Tớ mày là con trai sẽ không để yên cho cậu đâu. Hả? Cậu nói gì chứ? Cậu đứng lại cho tớ. Có chuyện gì nữa? Tớ mà là con gái á, tớ sẽ dịu dàng hơn cậu gấp 1 vạn lần, 1 tỷ lần, 1 triệu lần. Cậu nói cái gì cơ? Lan, có sao không? Ê, sao nói vậy ta? Các cậu. Trời ơi, ghép chân lại. Ai con gái ngồi chịu đó. Bực thật chứ. Thế bây giờ là như thế nào? Sao chúng ta lại đổi thân xác thế này chứ? Cậu lên mà hỏi ông trời á, tớ biết làm sao được. Thân xác xinh đẹp của tớ còn rơi vào tay con mặt mo như cậu nữa chứ. Này nha, cấm mà nhìn cái gì đó. Người chua mà hôi đất nữa. Mà cậu tìm cách gì giải quyết đi, tớ không chịu đâu. Thôi được rồi, trước khi á về cái thân xác cũ thì chúng ta phải hòa nhập với nó trước. Nhanh. Rồi. Đi. Hey, bạn ơi, bạn sao vậy? Đau bé. Hôm nay lạ nha. Lạ đâu mà lạ. Vào lớp. Kỳ cục. Anh em ơi, lên đi. Ngứa thế nha. Trời, khép cái cảnh vào. Lỗ bây giờ. Em chào cô ạ. Có tiếc rồi sao còn đứng đây. Cả lớp mình lấy sách vở ra để học nào. Vâng ạ. Dạ, dạ. Ê, tớ mượn quyển sách đi quên rồi. Không có. Chịu. Chịu. Ui, đau bụng thế. Chà. Ôi, ôi vậy. Nhìn gì mà nhìn. Ngày nào tớ chẳng đánh. Chưa thấy ai đánh rắm bao giờ à? Ôi trời ơi, còn nói vậy nữa. Hỏng hết hình tượng của mình. Đây, cậu có thấy Lan hôm nay khác khác thế nào không? Công nhận, như đàn ông ấy. Đúng là tụi con gái nhiều chuyện thật. Ê, Tuấn ơi, hôm nay cậu có mang đồ không? Đồ gì? Có mang không? Đồ gì? Cậu tìm trong cặp thử nào. Thôi đưa để cho nhanh. Ủa gì vậy nè? Trời ơi, lạy chúa tôi, sao em lại có cậu ấy ở đây nè? Ơi, trả tớ đây. Các cậu vô duyên cũng vừa thôi. Sao lại được đầu của tớ? Làm mất hình tượng đẹp trai của mình thế kia. Này, mấy em trật tự vào học đi. Dạ ạ. Im lặng. Thôi, các em nghỉ giải lao đi. Thôi đi chơi đây. Đây, vậy, ra đây. Đi. Cái đồ con gái gì mà mít ướt thế? Cậu bảo tớ làm con trai, tớ gồng hết sức rồi. Tớ muốn là chính bản thân của mình cơ. Có mỗi thế mà cậu không làm được à? Này nha, cậu cũng có làm được đâu mà bảo tớ. Cái đồ đàn ông mặc váy. Cậu dám nói. Từ giờ cậu muốn làm gì thì làm. Đây không sợ nha, làm thì làm. Nè chợ, em thân yêu, em ở với ai? Em ở với bà. Cậu là người bảo tớ sống thật với bản thân của mình cơ mà. Bỏ tớ ra. Cậu bị uống não rồi. Lần này tớ sẽ cho cậu một trận. Ha, chuyện đàn ông để bọn tớ xử lý. Chưa đến lượt cậu. Đi ra. Hai anh em lên xử lý. Đúng đó. Đứng đây. Là đàn ông không bao giờ trang điểm. Cậu nghe chưa? Đúng rồi đó. Đánh nhau rồi. Cô giáo rồi. Mày trang điểm, mày trang điểm Chạy đi. Mau lên. Hả? Mau đứng lại. Cứu anh Hùng à. Nhanh. Ai biểu cậu đi bày trò để làm gì? Đáng đời. Đồ con trai vũ phu, không biết nhẹ tay gì hết. Thôi, tớ xin lỗi. Tớ biết tớ sai rồi. Lần sau tớ sẽ không như vậy nữa. Làm quà nha. Tớ cũng vậy. Dù gì tớ cũng có lỗi. Xin lỗi cậu nhé. Chúng ta làm hòa. Các em nhận ra điều đó là tốt đấy. Chúng ta sẽ mãi là bạn, dù thế nào đi chăng nữa. Nhất trí. Giờ hãy về đúng vị trí của nhau đi nào. Quyết tâm. Không phải, tớ trở lại bình thường rồi không? Vui quá. Tớ cũng trở lại bình thường rồi Tuấn ơi. Mình không phải sống trong cái xác này nữa. Ôi trời, tôi chết rồi. Quái hả? Thôi, tôi kịp trước đây.